Thưa quý vị, sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động do COVID-19, thương mại nội địa thành phố Đà Nẵng đang dần trở lại và thích ứng với trạng thái bình thường mới. Nhiều chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại kích cầu dự kiến sẽ được tổ chức, kỳ vọng khôi phục và thúc đẩy thương mại sôi động trong những tháng cuối năm. Số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2021 đạt chưa tới 60.000 tỷ đồng, giảm mạnh tới gần 2% so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Trong đó, chỉ có dịch vụ thương mại vẫn duy trì đà tăng trưởng 5,6%. Nhu cầu tiêu dùng trong dân vẫn dừng lại ở những nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh như lương thực, thực phẩm tăng 13%, trang thiết bị gia đình tăng 6%. Trong khi đó, dịch bệnh khiến các dịch vụ du lịch và hậu cần du lịch đều ngưng trệ. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm, theo cơ quan thống kê, ngoài các biện pháp về tiền tệ, tài khoá, thì một trong các giải pháp quan trọng là tăng tổng cầu, đặc biệt kích cầu tiêu dùng nội địa. Kích cầu để tiêu dùng đối với thành phố Đà Nẵng là rất quan trọng, bởi vì đây là cái dịp cuối năm mà người ta mua sắm, mà tiêu dùng, và các cái gói kích cầu cũng như cái kế hoạch mà kích cầu đối với thành phố Đà Nẵng chúng ta thì là một trong những động lực rất lớn để mà làm tăng trưởng, phục hồi, đồng thời là duy trì và tăng trưởng cái nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng, trong đó có tăng trưởng về mặt là doanh thu bán lẻ. Từ ngày 30 tháng 9, Đà Nẵng đã chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19. Trong đó, đã cho phép mở cửa lại các đơn vị bán lẻ. Tuy vậy, nhiều đơn vị bán lẻ trên địa bàn thành phố vẫn đang ở trạng thái dè dặt. Nhiều cơ sở kinh doanh đã phải trả mặt bằng sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động. Thời gian nghỉ thì hơi lâu, là gần 2 tháng. Thì khi mà tụi em quay trở lại thì một phần là cũng lo là không biết là dịch có bùng lại hay không. Tụi em có buôn bán nó có ổn định như lúc trước hay không. Và người dân người ta họ có điều kiện, cũng như là vì mất thu nhập của người ta họ đã mất thu nhập 2 tháng. Thì người ta họ cái mất thu nhập, người ta họ có muốn thỏa tới cho cái dịch vụ của mình hay không. Tụi em cũng một phần là lo như thế. Để tăng doanh thu bù đắp cho những tháng thiếu hụt do phải tạm dừng đóng cửa, hàng loạt các đơn vị bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã liên tục chạy các chương trình khuyến mại lớn, kích cầu tiêu dùng nội địa. Để thích ứng với tâm lý chi tiêu tiết kiệm của đại đa số người tiêu dùng thành phố, cũng như chưa thể khai thác nguồn lực tài chính từ nhu cầu mua sắm của khách du lịch, các hệ thống bán lẻ tại Đà Nẵng đã thay đổi linh hoạt trong cơ cấu tỷ trọng ngành hàng, trong đó ưu tiên kích cầu ở nhóm các mặt hàng thiết yếu. Với cái chính sách mà mới về giá rẻ, về chương trình mà giá cực rẻ, chúng tôi đã xây dựng một những cái chương trình mà cực kỳ hấp dẫn, đưa đến quý khách hàng thông qua các cái kênh mà mua sắm trực tuyến cũng như là trực tiếp online từ cửa hàng để hỗ trợ bà con một phần nào đó những cái khó khăn hiện nay. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các hội chợ, kết nối cung cầu, tổ chức nhiều chương trình bán hàng khuyến mại, mua sắm trực tuyến, phù hợp với bối cảnh và tình hình kiểm soát dịch bệnh, nhằm kết nối giữa người mua và người bán, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thuận lợi, giá rẻ.